Hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng đang làm việc tại Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phê chuẩn. 4 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam bao gồm Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng phòng, Phạm Đình Thắm, đăng kiểm viên phòng tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam, Lương Đức Thái, Phó giám đốc và Vũ Đức Nhất, Phó chi cục đăng kiểm Hải Hưng, Hải Dương, hiện đang làm việc tại phòng tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trước đó tiếp tục mở rộng điều tra tại chi cục đăng kiểm số 6 thành phố Hồ Chí Minh và chi cục đăng kiểm số 9 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, ngoài việc đưa tiền cho các đăng kiểm viên tại hai chi cục trên, các đối tượng còn tiến hành lập hồ sơ thẩm định thiết kế, sau đó liên hệ móc nối với cán bộ thuộc phòng tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam để được cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế các phương tiện đóng mới, thẩm định thiết kế hoán cải, cải tạo.